không nói không biết. Hiện giờ ứng dụng TVBAnywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoán đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVBAnywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú. Tại sao anh lại thay đổi như vậy? Anh không có thay đổi. Là do em không nhìn kỹ anh. Sao lại kêu Tịch Nhiên làm quân sư cho thế? Tịch Nhiên là một người ngay thẳng, sẽ dễ thuyết phục nó hơn. Nếu để người ngoài như tôi nói, rõ ràng là có ý đồ. Bà đã xem qua bản kế hoạch của Thép, bà cảm thấy nó khá là hiệu quả. Bà quyết định tiến hành kế hoạch này. Nếu nó biết chúng ta dự thủ đoạn để nó vào công ty, nó sẽ suy nghĩ lung tung. Làm như vậy là giúp nó gia nhập Phục Sinh một cách đường đường chính chính. Tập đoàn Bất động sản Phục Sinh. Chúng tôi sắp xếp một văn phòng tạm thời cho anh trong suốt dự án. Đây chính là văn phòng của anh. Tôi sẽ ở đây làm việc sao? Dạ phải. Ý của tôi là phải bắt đầu làm việc gì trước? Mọi người tới đúng giờ lắm. Để tôi giới thiệu với anh, đây là chú Thông. Chú là cố vấn dự án và dặn kinh nghiệm của công ty chúng tôi. Đặng Kiếm Thông, hân hạnh gặp cậu. Ted, chú kêu tôi Ted được rồi. Hai người trao đổi với nhau đi, tôi không làm phiền. Tôi làm việc trước đây. Mời. Cháu nên bắt đầu từ đâu? Chú làm trong ngành kiến trúc đã gần 30 năm rồi. Đừng ngại tôi hỏi cậu có kinh nghiệm hay không. Cậu đã thiết kế tòa nhà nào? Hay đã từng tham gia quy hoạch thành phố nào chưa? Chú nhìn cũng biết cháu là trai tơ ngành thương nghiệp mà. À không, cháu chưa có kinh nghiệm lắm. Chỉ tham gia những dự án nhỏ ở trong trường thôi. Không sao, tôi sẽ từ từ giúp cậu. Ted. Hả? Chị Hai. Chú Thông, không phải chú đã nghỉ hưu rồi sao? Cơn gió nào đưa chú về đây vậy? Không phải chị đã mời chú Thông sao? Chú Thông quyền cao chức trọng, chị làm sao có thể mời chú được? Chú không quen cuộc sống nghỉ hưu an nhàn. Ông Cố đã mời chú nên chú về giúp ổng. Có chú Thông coi chuyện nói thì con yên tâm. Cảm ơn chú. Có chuyện gì cần giúp cứ nói với chị một tiếng. Đương nhiên. Chị còn phải đi họp, không làm phiền hai người. Vậy chúng ta bắt đầu thế nào đi? Tôi giúp cậu chuẩn bị một số việc. Mọi người đang làm cho tòa nhà Lệ Hoa. Benny là kiến trúc sư nhiều kinh nghiệm. Chào anh. Anh Bill kỹ sư công trình, Louis kỹ sư đồ gỗ, Joe là nhà thiết kế nội thất, anh Quốc thì quy hoạch môi trường, Terence và anh Cần là kỹ sư điện. Được rồi, ngồi đi. Sáng nay tôi đã làm xong bản báo cáo về môi trường. Cảm ơn. Nè, toàn bộ số liệu, thông tin và giá cả đều nằm trong tay của chú. Nếu muốn mượn coi có thể mượn bất cứ lúc nào. Chúng tôi luôn tiến hành chuẩn bị trước cho các dự án. Chúng tôi đã làm một thiết kế 3D dựa theo ý tưởng của anh. Và có mô hình thực thể nữa. Tôi chỉ mới vẽ vài bức tranh thôi. Sao mọi người lại có thể làm được nhiều thứ như vậy? Thực sự tiến hành một công trình không phải là chuyện giỡn chơi đâu. Có mấy trăm người theo dõi con đó. Ông Cô, đừng để những điều kiện khách quan cản trở sự sáng tạo của con. Họ chỉ làm việc cho con thôi. Sau khi con đưa ra ý tưởng thì họ sẽ phối hợp với con. Chỉ cần cậu nghĩ ra được thì chúng tôi sẽ thực hiện nó. Đúng vậy. Chú Thông là lão đại thần nhiều kinh nghiệm và đủ tư cách nhất trong công ty chúng ta. Có chuyện gì cứ tìm chú, đừng có phiền ba. Thôi được, mọi người tiếp tục cuộc họp đi. Hello, chào cô. Xin hỏi có cô Diệp ở nhà không vậy? Tôi đi. Tôi là dịch vụ chuyển phát, làm phiền cô ký giùm. Cô Diệp à, lúc té xuống cầu thang cuốn thì cô bị thương ngoài da thôi, nhưng mà em bé thì không còn nữa. Ý tưởng không tệ. Ý tưởng không tệ, nhưng mà thay bằng thủy tinh trong kết cấu thì không thành vấn đề gì chứ? Không thành vấn đề. Để tôi làm bảng giá cho anh xem. Cảm ơn anh. Tôi ra ngoài làm việc nha. Ông cố. Ted. Wow, ngày đầu đi làm đã siêng năng vậy rồi à? Wow, Ted, căn phòng sáng sủa thiệt. Wow, ngay cả anh rể cũng tới đi luôn sao? Đúng là chưa từng làm cho nên không biết. Bây giờ mới biết thi công một công trình có nhiều chi tiết lắm. Đã nói với con không phải là chuyện giỡn chơi rồi mà. Ôi, con đừng có giỡn chơi, nghiêm túc lắm đó. Bây giờ con còn phải suy nghĩ thấu đáo hơn nữa kìa. Thế à, nếu con thấy chỗ ở hiện tại không tiện thì có thể dọn qua bên này sống chung với bà. Nè, bà không có ép con tự suy nghĩ đi. Nếu con thật sự muốn về nhà thì nói với bà một tiếng. Được rồi, bà đi trước đây. Tụi con từ từ nói chuyện nha. Dạ, bye đã đi. Wow, em có nghe chưa? Hồi nãy bà hạ giọng của em về nhà ở với bà, sao lại không đồng ý liền? Bà kêu em trở về nhà thì đúng là vui thiệt. Nhưng mà em chỉ là vừa mới bắt đầu, giả vờ tập trung làm việc thôi. Nếu bây giờ em về với bà thì áp lực lớn lắm đó. Nhưng bà đã lên tiếng rồi, em đâu có lý do gì mà không dọn về nhà. Em đang suy nghĩ vụ việc này rồi, con phải suy nghĩ cách để từ chối bà hay sao? Được rồi, chị Hà sẽ giúp em giải quyết toàn bộ buồn phiền của em. Điều quan trọng là em phải cố gắng hoàn thành dự án này. Em nói đúng. Bây giờ quan trọng là làm dự án nhà bếp lớn này. Bây giờ cũng đã trễ rồi, chắc là em đã đói bụng. Hay là vậy đi, anh dẫn em đi ăn một bữa thì là ngon, coi như để chúc mừng em có việc làm mới. Thôi được, không cần phải màu mè đâu. Em muốn vẽ xong cho bản thiết kế này trước đã. Dạ, nó là em trai của em đó, sao mà ngầu quá vậy? Vậy thì em đừng có làm phiền nó nữa. Hay là hai đứa mình đi. Đừng có làm phiền sếp, phải không? Đúng, đừng có làm phiền nó làm gì. Đi về đi, có được không? Được. Ê, đi thôi. Đi làm người đi. Ráng cố gắng. Ráng lên nha. Wow, là ở đây gạt tiền tăng ca hả? Ồ, tôi đi hưởng mấy lệnh miễn phí à? Thế nào, nhớ tên của tôi tới thăm có đúng hay không? Tôi tới kiếm lại mấy cái viết thôi. Cậu giúp tập đoàn bất động sản phục sinh quy hoạch mà không có viết để xài. Nè, tôi xài quen một số viết cho nên có cảm tính mà. Nếu không có tôi không có cảm hứng gì mấy, lại không thể vẽ tranh được. Là do cậu bí ý tưởng thôi. Nhìn mà cô ông cũng giống làm ăn thất bại mà. Ý tưởng của tôi tràn ra giống như núi lửa vậy. Nè, dù sao cũng tới đây rồi, ngồi xuống đi. Có gì không hiểu thì nói ra cùng nhau thương lượng. Nè, là do ông nói ra trước đó. Ngồi xuống đi. Nè, đây là thiết kế bên ngoài của tòa nhà. Vốn dĩ đại khái là như vậy, nhưng mà tôi cảm thấy nó không có được phong phú cho lắm, cho nên thêm vào một số chi tiết. Bây giờ tôi cảm thấy nó hơi lung tung. Vốn dĩ cậu muốn đi theo xu hướng tối giản. Chị phục vụ ở dưới quán nước biết điều lắm đó, nhưng mà chú bảo vệ trên lầu không biết. Tôi hiểu. Cậu lo lắng cho dự án này. Ban đầu thì thấy nó không đủ cho nên thêm vào vài chi tiết. Không ngờ thêm vào rồi thì càng thêm càng nhiều, khiến bản thiết kế càng ngày càng đi xa vời chủ đề. Đúng ha. Sư phụ thật là giỏi quá. Tôi nợ ông một bữa cơm, là tôi nợ cậu mới đúng. Nè, tôi giúp cậu giải quyết vấn đề này, đồng thời để giải quyết được vấn đề của mình. Thật ra tôi cũng nên trở về với thực tại. Xong rồi, bây giờ mới biết cái gì gọi là cùng nhau tiến bộ. Nè, khoan làm đã, đi ăn chút đồ gì trước đi. Ý tưởng đã tới rồi, đi cái gì mà đi. À, tự nhiên. Chớp mắt một cái trời đã sáng rồi. Đói bụng quá. Bánh bao thịt gà ở quán ăn kế bên ngon lắm. Wow. Cô à, cô còn ghê hơn ma nữa kìa. Ai ngủ dậy cũng vậy thôi mà. Tối hôm qua con ngủ ở lại đây à? Hết kết thôi. Hôm qua làm xong thiệp mời cũng đã gần 1 giờ khuya. Mấy chuyến xe bus thâu đêm chạy về Thiên Thủy Di mắc hơn 10 đồng. Ngủ lại ở công ty thì khác, đỡ tốn tiền, đỡ tốn thời gian. Cô tính toán quá ha. Coi bộ thì cô cũng chưa có ăn sáng. Cùng nhau đi ăn sáng luôn đi. Không ăn, hôm qua tôi còn dư 2 cái bánh bao vẫn chưa ăn. Cô à, tôi mời có được hay không? Được, chờ chút nha. Cậu nói là mời cổ đó. Tôi đi lấy chỗ. Ông đi kiếm chị phục vụ thôi. Wow, thế à? Sao lại ở đây vậy? Không phải chưa gì đã bị ban đuổi việc rồi chứ? Đồ điên, tôi có cảm tình với chỗ này. Về đây lấy cảm hứng có được hay không? Tùy anh thôi. À, phải rồi, em tôi nói là đánh hoài mà không thắng nổi trùng cuối. Không qua được cửa đó là không thể tìm được anh. Có phải bây giờ thành cậu ấm nên quên bạn bè không? Hai chị em cô đúng là thiếu giao tiếp nghiêm trọng đó. Tôi đã hẹn với thằng Diệp là thứ 7 này tới nhà cô đánh trùm cuối kìa. Nó không nói với cô sao? À, vậy à? Ê, coi như anh biết điều đi. Dạ đi được rồi. Morning chị Giang. Morning. Đi à. Đi. Good morning. Good morning Ada. Sao bữa nay đi làm sớm quá vậy? Làm bộ siêng năng hả? Tưởng tôi muốn à? Emma xin nghỉ mấy ngày, bây giờ tôi phải làm luôn phần cổ. Anh có biết tại sao Emma lại xin nghỉ phép không? Tôi đã không gặp cô mấy ngày. Tôi không biết nữa. Mấy hôm nay tôi lo làm thêm. Tôi không có biết là cổ không có đi làm. Mấy hôm trước tôi cãi với cổ mấy câu. Cổ không trả lời điện thoại tôi 2 ngày. Tôi đi thăm cổ giùm anh. Tôi mời anh uống rượu. Tại sao hẹn tôi tới đây vậy? Cô ít khi tới đây lắm nha. Tôi thích chỗ này vì nó vắng. Sắc mặt cũng tốt lắm. Vậy là không có sao rồi. Để trang điểm anh làm sao thấy sắc mặt của tôi được. À, còn trách người ta nữa. Vậy là cô không sao rồi phải không? Sao mình xin nghỉ phép mấy ngày vậy? Hơi cảm lạnh thôi, muốn nghỉ ngơi một chút. Cũng phải, có nhỏ có lớn rồi. Bây giờ có nhiều thứ thuốc cô không được uống đâu. Bà bầu bị bệnh phải dựa vào kháng thể của mình mà chiến đấu đó. Cà phê của cô. Lại là cà phê sao? Cà phê nóng là của anh. Cho tôi một ly chanh nóng. Dạ được, cảm ơn. Cô biết là caffeine không tốt cho em bé có đúng không? Anh đừng ra dễ hiểu biết nữa, người nước ngoài cũng uống thôi. Những vấn đề không được khoa học chứng minh thì hoàn toàn không phải là vấn đề. Bài đặt ra dễ, vậy sao cô đổi món chứ? Tôi sợ bị anh làm phiền. Cô tự biết lo liệu cho bản thân đi. Cô đang có thai đó. Không lẽ tôi không lo cho nó sao? Sao đây, hẹn tôi ra đây để nói mấy cái chuyện này thôi à? Còn chuyện gì nữa không? Không phải nói rất bận sao? Hỏi thăm cô thôi, không có gì đặc biệt đâu. Không có cần phải lo cho công ty gì hết. Chúng tôi giải quyết được. Anh bận thì về trước đi. Quay, tôi phải về trước đó. Tôi đi taxi, cô có quá gian không? Không cần, tôi ngồi ở đây một lát. Ừ. Một mình cậu có ổn không? Được mà. À không, tôi sẽ không nhớ đường về nhà. Nếu có gì thì nhớ gọi cho tôi đó. Hả? Bye. Bye bye. Chuyện gì đây? Em đừng nói là dọn đi nha. Chị hai nói là em có thể dọn qua nhà của chị ở. Như vậy cũng tốt, khỏi phải về đây gặp mặt bà. Đúng đó. Tình thân rất là quan trọng. Sống với gia đình lúc nào cũng là tốt nhất mà. Sao hả? Xe tới chưa? Để anh giúp em xách xuống lầu để người ta đợi. Nhờ, đừng có phá 2 cái vali đó nhờ. Wow. Chuyện gì? Sắp dọn đi cũng đâu có cần tận dụng căn phòng như vậy chứ. Bổ eo bổ thận đi. Trong đầu anh lúc nào cũng nghĩ mấy cái chuyện đó. Nếu mà có thì cũng đã ra ngoài phòng khách rồi. Bọn tính mặc áo khoác da, đem theo mấy cây kiếm, rồi roi da lặt vặt đó hả? 2 cái vali này là hành lý của tôi. Cái gì mà hành lý của cô hả? Bây giờ thì em dọn ra để cho mép bờ dọn vào đó. Em tự biên tự diễn hả? Có hỏi của anh chưa vậy? Em đã đóng hết tiền nhà rồi. Bây giờ căn phòng bỏ trống như vậy, đương nhiên là phải nhường cho mép bờ. Anh đâu phải là không biết Maple đi về công ty cũng gần 3 tiếng đồng hồ. Bây giờ gần hơn rồi đó. Em đúng là đồ thần kinh. Anh đâu có biết cậu đi làm tiết kiệm được bao nhiêu tiếng chứ. Bây giờ không cần hỏi chủ nhà hay sao? Thôi được, em đã giải quyết xong rồi. Bọn anh rể không báo cho anh biết sao? Nhưng mà bây giờ anh đang ở đây nè. Theo như tôi biết, hình như căn nhà này là của anh Tịch Nhiên mà. Anh Tim có trí nhớ rất tốt. Không lẽ cô nhớ mà anh không nhớ? Phải, không lẽ nào mà anh không nhớ. Yên tâm, tôi sẽ đối xử tốt với anh. Hai cái này là của Maple, hai cái này là của em đó. Có phải là nói sách giùm em hay không? Nếu phải thì nhanh đi, đừng có đứng ở đó nữa. Quăng xuống cửa sổ đây, còn nhanh hơn nữa đó. Ok, đủ món rồi, ăn cơm đi. 4, 3, 2, 1. Hai người đếm gì vậy? Yeah, thắng rồi. Ui, không có tính nữa đâu gì chứ. Ăn quá trời luôn mà. Hey, hai người đang làm gì đây? Lúc mà tụi em còn nhỏ, mỗi lần ba không có nhà, tụi em sẽ tìm đủ mọi cách để giành lấy cái cánh gà bên trái này. Điên thiệt. Anh có biết giờ của anh đã từng gì cánh gà bên trái này mà lấy super glue dính chặt vào quần của em đó. Hai người là con nhà giàu mà. Một bữa cơm muốn ăn bao nhiêu gà mà không được, cần gì phải giành. Sao mà so sánh được, giành giật như vậy sẽ ngon hơn. Anh muốn biết sao lại giành cánh gà bên trái? Sao giải thích được? Tại sao trái đất lại tròn? Sao chị lại chọn người chồng vô vị như vậy? Có phải hay không? Dạ. Ông sợ, anh chính là cái cánh gà bên trái này. Thích thì không cần lý do đâu. Nè, chuyện lâu vậy mà em vẫn còn nhớ sao? Em hư hỏng thôi, chứ đâu có phải là hư não. Cánh gà bên trái có đúng hay không? Cho em đây nè. Không nhớ lần cuối cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm khi nào nữa. Hồi còn nhỏ chúng ta cùng ngồi ăn cơm với nhau mấy năm. Sau đó thì bị người ta đưa đi học ở những nơi khác nhau. Đừng có sao. Bây giờ em ở đây rồi thì bù đắp lại đi. Bù đắp hả? Tức là mỗi ngày em đều có thể ở đây ăn cơm, có đúng không? Đương nhiên. Người xưa hay nói quân lệnh nhi bất di, thần cộng nhi bất nị, còn phụ từ nhi giáo, tự hiếu nhi chăm, huynh ái nhi hữu, đệ kính nhi thuận, phu hòa nhi nghĩa, thê nhu nhi chính. Anh rể à? Hay là gì đi. Nè, ngày mai thì em muốn ăn heo lông đen hắc tung lộ. Ê, vậy à? Lâu rồi anh không có làm cơm chiên tây ban Nha cho em ăn đó. Lần này em muốn ăn món Nhật. Không thành vấn đề. Sau này 246 sẽ do Ted nấu cơm, còn 357 sẽ do em nấu. Anh thì chịu thiệt thòi chút. Anh nấu ngày Chủ nhật. Có thiệt không vậy? Cái gì mà thiệt không? Bộ cô anh là người làm hả? Ted à, nếu muốn tự lập thì cần phải trang bị cho mình đầy đủ, bao gồm cả nấu ăn. Ăn bông cải xanh đi. Thật ra thì em gọi cơm tiệm cũng được mà. Em à, ngày mai là thứ ba đó. Ông sợ dạo này anh ốm nhiều đó nè. Uống canh đi, anh nấu đó ngon ghê lắm. Hai người biết sợ rồi chứ gì. Ngủ giường mới không quen có đúng không? Em ra kiếm đồ uống thôi. Sô-cô-la nóng có được không? Lâu rồi thì em không có uống đồ nóng đó. Thì ra trời lạnh lạnh uống ly đồ nóng cũng tuyệt vời quá ha. Dạ, có phải bây giờ mới biết chị hai tốt như thế nào rồi. Tại sao uống đồ nóng mà vẫn cảm thấy lạnh như vậy hả? Chị hai à, thật ra mà lúc chị không có nổi nóng, nhìn chị cũng khá giống phụ nữ đó. Thật ra lúc không nấu cá, nhìn em cũng ngoan lắm đó. Good boy. Ngoan cái gì, làm như em là bé Bi vậy. Ngoan. Em có biết lúc em mới về, chị đã hết hồn khi nhìn thấy em hay không? Y như là cục đất, không biết làm gì hết. Cũng may bây giờ em đã biết đi làm, hoàn toàn thay đổi. Không phải là ai cũng có thể tùy tiện nhìn thấy được ưu điểm của em đâu. Chị chỉ sợ em lúc nóng lúc lạnh thôi. Chị cũng khá lắm. Chứ gì đã kiếm được đường tâm tạng này trời. Cái gì mà đường tâm tạng? Em nói là anh rể kìa. À không, em thừa nhận là ảnh hơi có phiền phức một chút. Nhưng mà ít ra thì ảnh là một người tốt, một người ổn định, thích hợp với chị. Ai nói chị thích hợp với người ổn định? Chị nghĩ là hai chị em cùng một mẹ sinh ra mà không hiểu được con người của chị sao? Ted, đàn ông con trai không được nói láo. Chị hỏi em, trước đó có mấy năm chị bỏ đi mà không đếm xỉa tới em có giận chị không? À, lúc mà chị bỏ đi thì em đã lớn rồi. À phải, đúng là em không có nghị lực, lại ham chơi. Ham chơi đến nỗi lại gây ra rắc rối lớn. Chỉ có thể trách bản thân của mình thôi, đâu có thể trách người ta được. Tóm lại bây giờ chúng ta đừng có suy nghĩ những chuyện trong quá khứ nữa. Bây giờ ba tin tưởng em thì em phải ráng cố gắng lên. Sẽ cố gắng mà. Em trai, cho chị ôm một chút. Có phải em đột nhiên cao lên hay không? Chị so sánh với lúc nào vậy? Lần trước lúc chị khoác vai của em rõ ràng em chỉ cao cỡ bằng chị thôi mà. Em đã cao hơn nhiều so với lúc 2 tuổi. Trước đây thì chị cũng như vậy thôi. Trước đây thì thế nào? Thì bây giờ cũng vậy. Coi bộ là em muốn về nhà của ba rồi, có đúng không? Mỗi một tầng có thể cao tối đa là bao nhiêu vậy? Tôi đã đo đạt rồi. Từ tầng 2 tới tầng 6, mỗi tầng có thể cao 3m2 đó. Như vậy sẽ tốt hơn. 3m2 hả? Tôi đây. Hả? Sao lại như vậy? Được, tôi tới liền. Có chuyện gì chú Tông? Người trung gian giúp đỡ nhà đã bỏ trốn. Công nhân làm ở công trường không nhận được lương nên họ nổi loạn. Bây giờ làm tắt đường công trường luôn. Đòi công ty phải trả tiền lương cho họ. Nhà tàu thiếu tiền họ thôi, đâu có liên quan gì tới chúng ta. Sao đòi tiền chúng ta? Nhưng đó là công trình của mình. Có chuyện gì thì công ty phải chịu trách nhiệm. Hơn nữa tập đoàn Phục Sinh lâu nay bị họ ghét. Nếu có chuyện họ sẽ chỉ mũi giáo về mình. Nè, không có lý nào. Vẫn còn có nhà thầu lớn mà. Được rồi, chú nói với con sau. Bây giờ chú tới đó coi tình trạng thế nào. Giờ hiểu rồi chú Thông. Chú cố gắng giúp họ đi. Sao hả? Thế nào rồi? Chú Thông nói đám công nhân rất kích động, tạm thời chưa thuyết phục được họ. Báo chí đã đưa tin rồi. Nói là nhà thầu trung gian chúng ta bỏ trốn gây nên đình công. Bây giờ toàn bộ dây lấy công ty của tập đoàn Phục Sinh chúng ta đó. Tại sao như vậy được? Không có làm rõ mà nói lung tung. Ở đây có đoạn phim nè. Tại sao lại đòi tiền Phục Sinh chứ? Căn cứ điều lệ lao động, nếu tiền lương kéo dài hơn 2 tháng thì nhà thầu cần phải có trách nhiệm ứng tiền trước để trả tiền lương cho họ. Vẫn chưa tới 2 tháng mà. Đúng là có thể bàn bạc, nhưng mà họ gây trở ngại, công trình nhất định sẽ bị ảnh hưởng, không thể làm việc. Mỗi ngày đều là tiền mà. Chú Thông lên tìm nhà thầu trung gian để mà nói chuyện rồi. Đây là Billy, bên phòng truyền thông nội bộ của công ty chúng ta. Tôi đã nói cho anh biết về chuyện công nhân đình công rồi. Anh thấy thế nào Billy? Cá nhân tôi cảm thấy không nên kéo dài. Chúng ta nhân lúc sự việc chưa bị báo chí bên ngoài bóp méo, chọn người có uy tín trong công ty ra ngoài trần tình với công chúng. Người có uy tín? Tức là ba của tôi hả? Không cần ông Cú phải ra mặt. Thông thường là người phụ trách dự án. Tôi? Nếu không kịp thời giải thích sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của tập đoàn Phục Sinh. Anh cứ sắp xếp cho tôi đi. Ok. Bài phát biểu ngắn như vậy có được hay không? Anh cứ đọc theo bài phát biểu, đơn giản thôi. Nhưng mà nếu lỡ họ hỏi mà tôi không biết trả lời thì thế nào? Yên tâm đi, tôi sẽ bên cạnh anh. Chào các bạn trong giới truyền thông. Chào mọi người. Tôi nghĩ các bạn nghe tin đồn liên quan đến đình công ở trước tòa nhà Lệ Hoa của tập đoàn Phục Sinh. Mọi người đã có những lời đồn không hợp. Liên quan tới vụ việc này, có nhiều báo cáo không hợp lý và thiếu xác thực, nhằm mục đích để công chúng hiểu thêm về sự thật của sự việc. Cho nên chúng tôi quyết mở họp báo lần này để trần tình với mọi người. Bây giờ tôi xin nhường lời cho giám đốc dự án tu sửa tòa nhà Lệ Hoa, anh Cố Thành Hy. Xin chào các bạn truyền thông báo chí thân mến. Với tư cách là giám đốc dự án tu sửa tòa nhà Lệ Hoa, tôi cũng có trách nhiệm phải giải thích rõ ràng vụ việc lần này để cho mọi người biết. Là vụ việc đình công tại công trường lần này chủ yếu là do công ty xây dựng Võ Quán, nhà thầu trung gian đã không có trả lương cho công nhân đúng hạn, chứ không phải là do tập đoàn Phục Sinh đã kéo dài tiền lương của công nhân được. Và chúng tôi cũng đã căn cứ theo hợp đồng để mà trả lương đúng hạn cho công ty xây dựng Võ Quán rồi. Và công ty chúng tôi cũng vô cùng xin lỗi vụ việc xảy ra trễ lương lần này. Anh Cố, anh nói vậy là ám chỉ có chuyện này không có liên quan tới tập đoàn Phục Sinh phải không? Sự thật đúng là như vậy. Anh Cố, tập đoàn Phục Sinh là nhà thầu chính. Nếu như anh nói như vậy, anh không sợ người ta nói công ty anh trốn trách nhiệm hay sao? Công nhân nói là tập đoàn Phục Sinh kiếm nhiều tiền như vậy, nhưng bây giờ các anh lại mặc kệ họ đói chết mà không đếm xỉa tới. Có coi là hành vi bóc lột không? Lúc nãy tôi đã nói rõ sự việc lần này là do nhà thầu trung gian, công ty xây dựng Võ Quán đã kéo lương của công nhân, chứ không phải là do tập đoàn Phục Sinh của chúng tôi. Nhưng đúng là đám công nhân đang làm việc cho các anh, họ lại không được trả lương. Bây giờ việc sinh hoạt cũng thành vấn đề nữa. Các anh có nghĩ sẽ giúp họ vượt qua khó khăn này như thế nào không? Nè, Phục Sinh đã trả hết tiền rồi mà. Chuyện lần này là do nhà thầu trung gian. Chúng tôi cũng là nạn nhân thôi. Nạn nhân? Anh Cố à, mỗi công trình của mấy anh đều được tính bằng tiền tỷ, như vậy mà cũng được gọi là nạn nhân sao? Đủ rồi đó. Đừng có làm chuyện gì cũng liên quan tới Phục Sinh của chúng tôi hết. Có lẽ anh chưa đi làm nên không hiểu cảm giác bị kéo lương thê thảm như thế nào đâu. Cô ở tòa báo nào vậy? Anh cứ nói giống như là không liên quan gì tới anh. Tại sao vậy? Anh nghĩ là chuyện này không liên quan tới anh à? Tại sao lại vậy chứ? Tin tức đã lan tràn ở trên mạng. Ai cũng nghĩ tập đoàn Phục Sinh không chịu trách nhiệm, còn nói Thét là người phá của chứ không biết làm ăn. Đoạn này còn quá đáng hơn. Họ nói Thét là cậu ấm bóc lột sức lao động. Vô đi. Sao trễ quá? Tôi nhận được điện thoại các anh mới biết là rắc rối như vậy thôi đó. Thằng bóng mắt giở trò gì vậy? Tôi nhờ mấy người bạn phóng viên giúp cũng không có được. Tôi cũng không biết nó làm gì nữa. Không nói với chúng tôi một tiếng mà tự động mở cuộc họp báo. Nó chưa bao giờ gặp vấn đề này, làm sao mà biết cách giải quyết. Làm gì có chuyện đơn giản như vậy. Tập đoàn Phục Sinh lớn thì phải có phòng truyền thông nội bộ. Có trường hợp nào mà họ chưa gặp phải? Có người muốn hại thằng Thét. Nếu đám truyền thông có lương tâm thì đã cản thằng Thét không để nó nói rồi. Muốn giỡn mặt chúng ta hay sao? Kiếm thằng đó là đánh một trận đi. Truy cứu cũng vô dụng, quan trọng nhất là phải dàn xếp. Thét thế nào? Tôi đã có nói chuyện với nó nói là nó biết nó lỡ miệng. Bây giờ đang ở văn phòng, tôi đã dặn nó không được nghe điện thoại của nhà báo. Vậy chỉ việc ra làm. Hai vợ chồng cô coi chuyện Thét, đừng để tiếp xúc với truyền thông. Chúng ta tìm mấy nhà báo quen biết để xem có cứu vãn được hay không. Cà phê của cô. À, cảm ơn cô Minh. Không có gì. À phải, tuần trước tôi có cô qua bản thảo của cô. Sau đó tôi học theo cách pha trà hoa hồng của cô. Uống xong rồi thì cả người liền khỏe khoắn lại ngay. À, thêm lá ít mẫu vô thì tốt hơn nữa đó. Tốt cho da dẻ. Vậy à? Tôi nghĩ là có thể thêm nó vào thực đơn của quán. Nhất định sẽ có nhiều người muốn uống. Cô cứ từ từ, tôi không làm phiền cô. Cảm ơn. Emma, Carmen. Tôi đi dạo gần đây mua đồ, không ngờ lại gặp được cô ở đây. Tôi có làm phiền cô làm việc không vậy? Không đâu. Khung cảnh ở đây thoải mái lắm. Tôi cũng giống cô, không có thích làm việc tại nhà. Đúng rồi, ở đây vừa yên tĩnh vừa thoải mái. Hơn nữa cà phê thật sự không tệ. Cô có thích uống cà phê đen không? Có thể uống thử cà phê nhà làm của quán đó. Cà phê đen tôi rất là thích. À, nhưng mà để lần sau tôi mới thử. Không sao đâu. Cô sao vậy? Có phải thấy chỗ nào không khỏe không? Không sao, gần đây tôi hay bị vậy lắm. Nghĩ một lát là khỏe. Có phải cô đang ăn gì không? Hay là... Chúc mừng cô. Tôi không muốn cho người ta biết sớm vậy đâu. Cô có thể giữ bí mật giùm tôi không? Có phải chưa đủ 3 tháng nên chưa thể nói với người ta phải không? Nhìn cô không có vẻ mê tín như vậy. Hay là cậu Tim không muốn cho người ta biết? Nếu hai người định kết hôn, thật sự phải nhanh lên đó. Đứa bé không phải là của ảnh. Tôi và ảnh là bạn thân. Chúng tôi không có gì. Sorry, tôi thiệt vô ý quá. Tưởng cô và cậu Tim đang quen nhau. Không sao. Có em bé là tin vui mà. Sao thấy cô có vẻ không vui? Chính bởi vì đứa baby này mà tôi với bạn trai của tôi đã cãi nhau một trận rất lớn. Bình thường thôi. Sanh em bé là một quyết định rất quan trọng. Cô và bạn trai của cô cũng cần có thời gian để suy nghĩ. Có phải anh vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để làm ba không? Nhưng mà tôi thật sự rất kiên trì và rất muốn sinh đứa bé này ra. Tất nhiên rồi, là máu mủ ruột thịt của mình mà, sao có thể dứt bỏ được chứ? Carmen, cô có cảm thấy cho dù bạn trai tôi đồng ý hay không thì tôi cũng nên sinh đứa bé này ra, có đúng không? Thời đại này phụ nữ trở nên tự lập hơn nhiều rồi đó. Cũng may là hôm nay tôi gặp được cô. Nếu không tôi thì không biết phải làm sao. Cô bình tĩnh lại đi. Khoảng thời gian này, điều quan trọng nhất là tâm trạng cô phải ổn định, không được lo lắng quá nhiều. Không được lo lắng đúng không? Vậy bây giờ không được làm gì hết trơn. Cô lại lo lắng nữa rồi. Nhớ là phải bình tĩnh, như vậy mới tốt cho sức khỏe. Tôi thì không hiểu gì về mấy cái chuyện này. Yên tâm đi, có tôi ở đây. Tôi cũng làm mẹ rồi. Lát nữa cô có thời gian rảnh hay không vậy? Giai đoạn này cô chưa cần phải đi mua đồ dùng cho trẻ em nhanh vậy đâu. Rảnh thì đi dạo mua sắm, để bản thân có thể chuẩn bị chào đón sự ra đời của đứa bé. Tôi còn tưởng phải mua nhiều thứ nữa chứ. Cô vẫn chưa nhìn thấy bụng mà. Điều quan trọng nhất là phải lo cho sức khỏe của mình trước. À phải, đi lâu vậy rồi cô có mỏi không? Nè, tới đây đi. Bác sĩ có nói với cô là nhất định phải ăn uống đầy đủ không hả? Thêm 2 tháng nữa là cô phải bắt đầu chú ý tới sự ăn uống, tới lượng đường và calo trong khẩu phần ăn. Cô giỏi thiệt. Có cô ở bên cạnh tôi cảm thấy yên tâm hơn. Tôi đã là mẹ rồi, tôi lại rất thích trẻ con nữa. Nhưng không ngờ là cô còn trẻ và xinh đẹp lắm. Sao lại sinh con sớm vậy? Thật ra bản thân tôi cũng không nghĩ tới chuyện này đâu. Nhưng mà sau khi biết là mình đã mang thai thì lại cảm thấy bắt đầu muốn làm mẹ. Bây giờ biết cũng đâu có muộn đâu. Cô nói rất đúng. Trước đây tôi không hiểu chuyện, đương nhiên là không lo lắng. nhưng bây giờ tôi sẽ không khờ dậy nữa đâu. Tự mình phải biết đấu tranh vì cuộc sống của mình mà. Cô cũng không cần bi quan tới vậy đâu. Chỉ là cãi nhau với bạn trai của cô thôi mà. Đợi ảnh bình tĩnh rồi hai người từ từ nói chuyện lại với nhau đi. Tôi và chồng tôi trước đây cũng vậy đó. Dù sao đây cũng là con của ảnh, ảnh sẽ chấp nhận thôi. Phải, sớm muộn anh cũng phải chấp nhận. Có rồi. Ở đây có một đoạn nói là tạm thời công đoàn quyết định cho công nhân mượn tiền để họ quyết chiến với chúng ta. Tôi đã coi hết mấy tờ báo ngày hôm nay rồi. Trang đầu của mấy tờ báo hôm nay không có đăng vụ này nữa. Họ đăng hết mấy ngày, không còn gì để viết được. Cũng bình thường thôi. Phóng viên đăng tin nhiều lắm là một tuần. Nếu sau mấy ngày mà không có tin mới thì họ sẽ đăng tin khác. Nè, nhưng mà chỉ không có đưa lên trang đầu thôi. Không có nghĩa là sự việc này chưa từng xảy ra. Vẫn chưa có giải quyết xong mà. Tôi đã kiếm người đại diện của công ty đoàn và sở lao động để thương lượng, nhưng mà bây giờ họ vẫn chưa có chịu nhường. Mấy người công nhân cũng không chịu hợp tác, cứ cản đường công nhân khác không cho họ vào trong công trường làm việc. Bây giờ chỉ có một chữ: loạn. Họ càng loạn, chúng ta càng được lợi. Bộ anh không sợ tiếp tục kéo dài như vậy sẽ càng bị mọi người chỉ trích sao? Nhiều khi loạn một chút cũng không có nghĩa là chuyện xấu. Nè, em thì là không hiểu. Công ty cũng đã thông qua việc thay mặt nhà thầu trung gian để trả lương cho công nhân mà, sao còn phải kéo dài như vậy? Trả lương cũng phải lựa thời cơ thích hợp mới được. Chúng ta phải đợi lúc thích hợp mới lên tiếng. Như vậy mới có lợi ích lớn nhất đó. Ủa, họ tới đây để làm gì? Qua coi coi. Ê, tới đây để làm gì vậy? Chúng tôi có làm gì chứ làm gì? Không có trả luôn, không có làm gì hết. Anh có nghe không? Chúng tôi không có làm gì hết. Đã nói không có làm gì hết. Không có trả luôn làm sao mà làm được? Cái gì cho kiếm tiền sao? Trả luôn đi rồi làm. Bây giờ ngay sau lưng của tôi là một số nhân dân đang đánh lộn. Đánh một bên rồi đình công, một bên rồi làm việc. Đánh người hết. Bây giờ đang rất là nóng loạn. Chết mày luôn. Trả lương đi. Ngày mai mình lại lên. Đi đi, mau đi. Mau đi. Chúng tôi đi. Các công nhân đang rất là phẫn nộ. Chúng tôi đi. Nè, cẩn thận. Hai cô qua đây ngồi đi. Thiên Kiều. Cho nên mọi người thường nói là mẹ rồi thì rất là chu đáo đó nha. Đến việc bảo vệ người khác cũng hơn người ta. Hai người đều có chiến lợi phẩm. Chị chỉ mua được cái bóp thôi. Em đã có nói với chị, phong cách của em và em Ma không hợp với chị. Ai biểu chị cứ đòi đi theo. Ra ngoài đi dạo dù không mua được cái gì cũng rất là vui. Nếu không làm sao giết thời gian đây. Không sao đâu. Lát nữa tôi cùng chị tới trung tâm thương mại đi dạo. Cô nói đó nha. Cô có thấy mệt không? Tôi không sao. Nè, tôi nói trước nha. Lát nữa đi coi quần áo. Đừng có đi coi mấy bộ rộng thùng thình đó. Năm nay không có thịnh mẫu đó đâu. Nhân viên bán hàng còn tưởng là chúng ta tới đó mua áo bầu nữa. Mau nghĩ coi cô muốn uống cái gì. Chị uống cà phê nóng. Wow, cũng may công trường đó không phải ở Trung Hoàng. Chuyện gì? Công nhân trong công trường ở quán đường đang bãi công, làm cho giao thông bị tắc nghẽn, mọi người đi lại khó khăn lắm. Họ nói là xe cấp cứu và xe cứu hỏa bị kẹt ở trong đó, làm họ phải điều động xe khác tới. Ý, công trường đó là của tập đoàn Phục Sinh, có khi nào liên quan tới ông xã không vậy? Tôi xin nghỉ phép mấy ngày nên cũng không rõ. Sau đây muốn uống cái gì? Cà phê sữa? Sô-cô-la bạc hà nóng. Hai người có cần phải ăn ý tiếng vậy không? Có vấn đề gì sao? Làm ơn. Wow, trang đầu của mấy tờ báo đều đăng về cái bọn công nhân. May là có phóng viên giúp đỡ. Bây giờ mỗi người tập trung vào cái đám công nhân làm loạn ở công trường, cản trở những người vô làm việc. Mấy vụ việc bãi công lúc nào cũng như vậy. Đoàn kết, chia rẽ, sau đó nội bộ đấu đá. Cuối cùng cũng đến lượt chúng ta ra mặt giải quyết rồi. Còn người đó làm gì, không ra mặt sao? Ok, tôi soạn một bản thảo, gọi phóng viên mở cuộc họp báo. Làm việc thôi. Làm việc. Sự việc bê bối này hình như đến thật đúng lúc. Tôi nghĩ đã chưa đủ hỗn loạn, tôi sợ không làm được việc nữa. Anh đã sớm biết được chuyện công nhân sẽ làm loạn. Hả? Tôi hiểu rồi. Chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra, nhưng thêm một chút chất xúc tán vào nên đã nhanh chóng thành công. Cũng chỉ một câu, đạt được mục đích là được. Cảm ơn nhiều. Vì cuộc bãi công lần này đã làm cho giao thông bị tắc nghẽn. Sau khi cảnh sát can thiệp, giao thông hiện trường đã bình thường trở lại. Còn về việc công nhân bị kích động, Tập đoàn Phục Sinh sẽ gửi thư xin lỗi từng người. Lần này mở cuộc họp báo với phóng viên là để trình bày về vấn đề bãi công. Chúng tôi đã liên lạc với nhà thầu, người phụ trách công trình Võ Quân này, và cũng là người đại diện cho bên công đoàn và sở lao động. Sau khi chúng tôi thương lượng xong, chúng tôi đã đưa ra một phương án để có thể giải quyết vấn đề này cho tốt. Sau đây xin mời giám đốc dự án của công trình, anh Cố Thành Hy lên phát biểu về câu. Xin chào các bạn phóng viên nhà báo. Do tài chính của công ty kiến trúc Võ Quân gặp một chút vấn đề, cho nên tập đoàn Phục Sinh chúng tôi tạm thời sẽ chi trả tiền lương mà họ đã thiếu của công nhân. Và tất cả những công nhân cũng đã đồng ý làm việc lại rồi. Nghe nói công ty kiến trúc Võ Quân tính tuyên bố phá sản. Nếu là thật, dù công nhân nhận được lương nhưng sẽ bị thất nghiệp thôi, có đúng không? Sở Lao động đã hỗ trợ công ty kiến trúc Võ Quân làm quỹ tiền lương rồi. Và tập đoàn Phục Sinh của chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ các công nhân bị ảnh hưởng trong vụ việc này có được việc làm ở các công ty kiến trúc khác. Vì phía các đường dây điện thoại có bị ảnh hưởng gì hay không? Công nhân ở bên công trường đã làm việc lại rồi. Mọi chuyện đã đâu vào đó. May là giai đoạn đầu của công trình thôi, bị chậm một chút chứ không có ảnh hưởng gì lớn. Nếu như làm theo giờ có thể theo kịp tiến độ. Chào ông Cố. Chào ông Cố. Sao rồi? Nhà bếp lớn khi nào mới lên được món này? Chỉ mới bật lại công tắc điện mà thôi. Nồi cơm điện cũng cần có thời gian làm nóng lại mà. Tuy là xảy ra vấn đề nhỏ và giải quyết xong rồi có thể kịp tiến độ. Chết, lần sau em biết cách trả lời phỏng vấn rồi đúng không? Làm rất tốt. Ít ra lần này không làm bà bị mất mặt. Cũng may lần này chị con tìm được Rainmaker hỗ trợ cho con. Mọi người ủng hộ con như vậy, con sẽ không thất bại được. Quên giới thiệu cho con biết, đây là Candy, là nhân viên đối ngoại mà công ty vừa mới tuyển vào. Chào anh. Daddy muốn nói cho em biết, Candy tới để thấy chỗ cho Billy. Món đầu tiên của đầu bếp đó chính là loại trừ tên phản bội. Bộ ren này thật sự rất là đẹp. Tôi nghĩ là chồng của cô nhất định sẽ rất thích. Sao cô lại biết? Chồng tôi thích nhất là màu tím đậm. Đàn ông ngoài miệng lúc nào cũng tỏ ra lịch sự thôi. Sao nhiều chuyện vậy? Chị Minh, là ít mẫu, có thể đem đi pha chung với trà hoa hồng. Cảm ơn em nhiều nha. Em biết là chị không có thời gian đi mua. Em chu đáo thiệt, không làm phiền hai em, cứ từ từ. Carmen à, sao cô biết nhiều quá vậy? Sau khi làm mẹ rồi thì cái gì cũng phải biết hết. Vậy có một chuyện cô nhất định có thể giúp được tôi. Vì con của tôi muốn học cách nấu canh. Theo cô thì đu đủ phải nấu với cái gì tốt nhất? Cô không được uống canh đu đủ nha. Tại sao vậy? Không phải là bổ lắm sao? Lúc mang thai rồi thì không được uống canh đu đủ. Đu đủ mát lắm, dễ bị sảy thai. Cô cũng may là tôi hỏi cô trước, nếu không đã hại con mình. Nếu cô muốn uống canh, cô có thể nấu canh cá. Nấu canh cá có khó không vậy? Coi bộ cô cũng chưa từng nấu ăn bao giờ ha. Tôi chỉ biết tới siêu thị mua mấy bịch gia vị, sau đó thì bỏ hết thức ăn vào trong nấu thôi hả. Hôm nay má giúp tôi đi đón Tâm Tâm. Tôi cũng đang rảnh rỗi, tôi tới nhà cô chỉ cô nấu canh. Nhưng mà bếp nhà tôi nhỏ lắm, không đủ chỗ cho hai người đâu. Hay là qua nhà cô đi? Cũng được. Tâm Tâm. Daddy, Daddy. Ê, ông ngoan, đừng ma chết rồi. Ông xã, anh về rồi sao? Anh về rồi, bà xã. Ăn cơm được rồi. Em mà tối nay qua đây ăn cơm, chắc em không cần giới thiệu đâu ha. Cô nghĩ mấy hôm nay có chuyện gì không? Chỉ là thấy không được khỏe, tôi đã đi khám bác sĩ. Em à, canh cá có tanh không vậy? Nếu thấy tanh thì tôi bỏ thêm vài miếng gừng cho cô. Hợp khẩu vị với tôi lắm. Thấy ngon thì ăn thêm một chén nữa đi. Tâm Tâm, có ăn con tôm đi, ngon lắm nè, ngoan. Ngoan. Tâm Tâm giỏi thiệt, biết gấp tôm cho cô ăn. À, xin lỗi. Alo. Tôi đã nói là không có người này mà. Anh đã gọi lộn số. Sorry. Má à, có chuyện gì? Sao nhìn cổ chằm chằm vậy? Bộ mặt em ai dính gì sao? Đâu có đâu. Còn nhiều chuyện quá. Tôi cảm thấy không được khỏe. Tôi nghĩ tôi về trước. Cô không ở lại xem TV với chúng không tôi? Không đâu, tôi thật sự cảm thấy hơi chóng mặt. Vậy cô mau mau về nhà nghỉ ngơi đi. Ông xã, hai anh đưa em Ma về đi hả? Được. Tại sao tới nhà của anh? Quy luật trò chơi là do con người đặt ra mà. Đâu có nói là không được thay đổi. Thực ra em muốn làm gì đi? Em muốn sửa lại những lỗi lầm trước đó. Trước đây em nghi thơ và giữ quy tắc. Em tưởng là bản thân sẽ không để tâm. Nhưng mà em cũng là phụ nữ. Nói không sao hết. Mọi chuyện ok. Chỉ là gạt anh thôi. Em nên biết một chuyện. Gia đình và em phân biệt rất rõ ràng. Vậy thì đứa con ở trong bụng em chắc cũng được xem là người nhà của anh đúng không? Vậy em cũng là một thành viên trong gia đình anh. Em đã có thai. Bỏ nó đi. Anh không muốn thôi. Nhưng đâu có quyền bắt em phải bỏ nó. Anh sẽ không chịu trách nhiệm. Em chưa từng nghĩ sẽ bắt anh chịu trách nhiệm. Vậy em đến nhà anh để làm cái gì? Em không có ý định phá hoại gia đình của anh đâu. Em chỉ muốn cùng với vợ của anh ở bên cạnh của anh thôi. Tại sao em có thể chấp nhận sự tồn tại của cổ mà lại không chấp nhận em? Em biết là anh rất khó xử, cho nên em tính làm chút chuyện để có thể thân thiết với cổ hơn. Em đi đủ chưa? Em biết nhất thời anh rất khó chấp nhận chuyện này, cho nên em không có ép anh. Nhưng sớm muộn anh cũng sẽ thấy điều em làm là đúng. Cô đang mang thai đó. Tôi còn nói không nói không biết. Hiện giờ ứng dụng TVBAnywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác Sĩ Nhi Khoa và Hoang Đổi Chân Tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVBAnywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú.